Chào mọi người, hôm nay mọi người khỏe không? Hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái mẫu Sparkles Ombre Pink and Sparkle nha. Thì giống như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình á, thì cái mẫu này hiện thời bây giờ nó rất là đang thịnh hành nha mọi người. Thì Tâm vừa mới làm xong bộ móng cho cô bé này, là Tâm refill rồi Tâm làm Ombre Sparkle with cái màu hồng mà hot pink các mọi người. Thì mọi người nhìn thấy không, nó rất là dễ thương nha. Thì bây giờ chúng ta cùng xem là Tâm đã làm cái bộ móng này như thế nào nha. Tâm sẽ hướng dẫn cho mọi người cách rất là dễ để làm, tại vì Tâm chỉ mất trong vòng 20 phút thôi Tâm đã hoàn thành bộ móng của cô này nha. Thì đầu tiên Tâm đã dũa móng người ta xuống rồi, thì bây giờ Tâm chỉ là refill cái bột đó thôi nha. Thì mọi người thấy không, cái móng tay của cô này thì cổ quay lại sau 3 tuần thì móng tay của cổ không có gãy móng nào nha. Thì khi mà người ta không có bị gãy móng như vậy thì mình làm rất là dễ. Tâm sẽ lấy một miếng bột rồi Tâm bỏ lên trên cái đầu móng của cổ để đặng khi mình view nó sẽ không có bị dễ bung ra nha. Thì mọi người thấy không, cái cô bé này là lần rồi cổ làm ombre pink and white rồi xong sao rồi cổ lại đổi qua cái màu, rồi hôm nay cổ lại muốn làm ombre pink and sparkles. Thì mọi người nhìn thấy không, Tâm bỏ bột lên nè rồi Tâm kéo xuống rồi mình vuốt lẹ xuống thôi, vậy là xong. Thì cũng giống như video nào Tâm cũng nói là mọi người lưu ý giùm Tâm ấy, là khi mình bỏ cái bột lên đừng có bao giờ mà để cho nó tràn qua cái dòng của cái cuticle nha. Tại vì cái dòng cung của cái cuticle nếu như mà mình bỏ bột nó tràn ra như vậy á, thì khi họ về nhà là cái móng người ta dễ bung ra lắm. Thì mọi người thấy không? Đó, rồi mình kéo xuống nè. Thì mọi người thấy cái bên hông không, nó còn chút xíu màu đó, thì cũng giống như là Tâm nói cái đó mình không cần phải lo nha. Một lát khi mà mình dũa xuống là tự động cái màu nó sẽ mất thôi nha mọi người. Đó mọi người thấy không, rồi mình đẩy nó lên nè, kéo xuống, kéo nhất định nha, không có nhịp đi nhịp lại nhiều, chỉ kéo thẳng xuống thôi, đừng có ngưng ngay khúc giữa. Rồi bây giờ cái phần đắp bột là mình đã đắp xong, thì bây giờ Tâm sẽ clean cái bàn của Tâm xong rồi Tâm sẽ chuẩn bị dũa cho cổ nha. Thì cái móng mà kiểu giống như vậy hiện giờ cái giới trẻ họ thích lắm nha, tại vì họ đi theo cái thời trang đó. Rồi bây giờ Tâm sẽ dũa nè, thì giống như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình là cái shape của cổ lần rồi nó đã hơi coffin shape rồi, thì bây giờ mình chỉ dũa sơ lại thôi, mình không có cần phải dũa nhiều. Thì mọi người thấy không, là bây giờ cái tay cái một ngón nó đã ra cái shape rồi đó. Rồi tay bên kia mình cũng dũa giống y chang như vậy. Cô bé này mỗi lần cổ vô á, cổ là khách của Tâm lâu năm lắm rồi nha, nhưng mà mỗi lần cổ vô là cổ muốn mỗi kiểu khác nhau, không có lần nào giống lần nào hết á. Bởi vậy cho nên là mấy cô trẻ trẻ là khoái làm móng mà theo kiểu thời trang lắm, thì nhờ như vậy mình mới kiếm được nhiều tiền đó nha mọi người. Thì khi mọi người dũa, mọi người nhớ lưu ý giùm Tâm là dù cái coffin shape này, cái slightly coffin shape này là mình không có cần phải mà bẻ cái dũa qua bẻ lại gì hết, mình cứ một đường thẳng mình dũa thôi, mình dũa lên rồi mình dũa xuống rồi mình dũa trên cái đầu móng lại cho nó bằng ngang mà thôi. Thì như vậy là nó sẽ xong cái móng thôi, mình không có cần phải mà dũa nhiều lắm, tại vì cái móng người ta khi họ quay lại nó vẫn còn cái shape cũ đó. Thì mọi người thấy không, thì bây giờ mình đã gần như hoàn thành dũa xong hai bàn tay rồi. Thì giống như Tâm nói đó, Tâm làm xong bộ móng tay này chỉ có 20 phút thôi nha mọi người. Nếu như mà mọi người chịu khó làm theo cái kiểu mà Tâm hướng dẫn á, thì mọi người sẽ làm rất là lẹ. Tại vì khi đa phần khách của Tâm mà họ quay lại trong sớm nhất là 2 tuần, mà trung bình là khoảng từ 3 tới 4 tuần, thì móng của người ta không hề bị gãy một móng móng nào nha, ngoại trừ giống như là trường hợp lâu lâu mới có một lần á, chẳng hạn như người ta làm công việc hoặc người ta bưng nặng hoặc người ta tán vô một cái gì đó thì người ta có thể mẻ cái móng một tí hoặc là người ta gãy nguyên cái móng. Nhưng mà đó không phải là lỗi của mình, là tại vì do người ta bất cẩn rồi người ta tán vô cái gì hoặc là người ta kẹt cái tay người ta vô cái gì đó thì người ta làm gãy thôi. Thì mọi người thấy không, hồi nãy cái móng này nè nó còn chút xíu màu bên hông á, thì bây giờ mình dũa lại là nó đã mất rồi, thấy không nè. Cho nên là nếu như mà mình thấy còn chút xíu màu bên hông mình không cần phải lo lắng gì hết, một lát mình dũa rồi nó cũng sẽ bung ra thôi. Thì có những bạn cũng hơi lo lắng là tại vì ô trời cái màu này còn chút xíu thôi, để mình lấy cái máy mình móc nó ra, thì mình làm như vậy nó sẽ mất thời gian của mình. Cho nên là tốt nhất không sao, nếu cho trên cái đầu móng mà nó còn dính chút xíu màu thì mình cứ việc để nguyên vậy đi, rồi hồi mình dũa là tự động nó bung ra thôi.
Thì mọi người thấy không, bây giờ Tâm chuẩn bị chạy máy nè. Thì giống như video nào Tâm cũng nói đó, cái vấn đề chạy máy nó rất là quan trọng. Khi mình cầm cái máy lên đó là mình phải chạy ngay cái vòng tròn của Curricle trước, rồi mình chạy từ ở trên đó mình chạy xuống. Thì khi mà mình đã đắp bột mà nó đều rồi thì mình chạy móng rất là lẹ nha. Cái máy nó rất là nguy hiểm, nếu như mà người nào không chạy cẩn thận thì nó sẽ dễ chảy máu giống như Tâm nói vậy đó. Thì mọi người thấy không, bây giờ là mình đã chạy máy được hai ngón rồi. Bây giờ chuẩn bị ngón thứ ba nè. Thấy không, Tâm chạy rất là sát cái Curricle nha mọi người. Rồi mình cứ từ ở trên mình chạy thẳng xuống. Rồi khi mình chạy như vậy mình phải make sure cái móng của người ta là ở chính giữa cái móng, đừng có để mà nó gu lên nha, nhìn nó sẽ không có đẹp. Thì mình chạy làm sao mà nhìn nghiêng cái móng á, mình thấy nó hơi bằng á, thì nó sẽ đẹp. Rồi ở trên đầu móng là mình lúc nào cũng phải make sure là nó không có bằng ngang qua hoặc là nó không có dày quá. Tại vì nếu mà cái móng nó dày quá thì nó cũng sẽ không đẹp nha. Rồi thấy không? Thì trong vòng tích tắc thôi là Tâm đã gần như hoàn thành chạy máy một bàn tay người ta rồi, thấy chưa? Thấy không? Rồi tay thứ nhì nè, cũng chạy y chang giống vậy thôi. Thì nếu như mà mọi người nghe lời Tâm làm theo cái cách mà Tâm đang hướng dẫn bây giờ, mọi người sẽ thấy rất là lẹ. Mình sẽ bắt đầu chạy từ cái Curricle mình chạy trước, mình chạy vòng tròn theo cái Curricle, mình chạy từ trên mình chạy xuống dưới. Thì như vậy khi mà người ta về, cái móng người ta sẽ dính chặt hơn. Mà nếu như người ta có làm công việc thì nó cũng không có dễ mà bung ra, hoặc nước nó cũng không có dễ vô nha. Thì thấy không? Đó. Thì Tâm á, thì Tâm quen tay rồi, Tâm cầm cái tay lên là Tâm chạy máy lẹ dữ lắm. Cho nên nếu mọi người nếu có nhìn không kịp thì Tâm sorry nha, tại vì cái đó là cũng thói quen rồi. Cho nên nếu bạn nào mà chưa có rành về chạy máy thì mình cứ việc tập nha mọi người. Rồi thấy không, bây giờ ngón cái nè, Tâm cũng chạy y chang giống vậy đó. Rồi, vậy là xong. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị bước kế tiếp nha. Thì Tâm sẽ bóp phờ. Thì mọi người thấy không, giống như cái bóp phờ là Tâm thường hay nói, khi mình bóp là chỉ bóp hai bên hông thôi. Rồi bóp ở trên cái đầu nó tí xíu để cho mà mấy cái râu ria của nó rớt ra, nó đừng có dính lại trên cái móng á. Thì khi mình sơn lên cái móng nó sẽ nhìn sắc sảo, nó sẽ đẹp hơn. Thì mọi người thấy không? Rồi cái bóp phờ thì nó rất là, cái bước bóp phờ nó rất là lẹ. Mình cứ việc bóp qua bóp lại, rồi bóp ở trên cái đầu nó một tí xíu. Thì là thế là nó xong thôi. Thì cũng lưu ý giùm Tâm là đừng có bóp nhiều nha, tại vì nếu mình mà mình cứ cà đi cà lại nhiều quá thì cái móng nó sẽ không có còn đẹp nữa. Rồi bây giờ là mình đã bóp phờ xong thì Tâm bắt đầu chuẩn bị sơn nha. Thì mọi người nhìn nè, thì giống như cái mẫu cô này cũng muốn là Tâm sẽ sơn lên một cái lớp mỏng màu trắng. Thì cái màu trắng này là Tâm sẽ lựa cái màu trắng nó không có trắng lắm nha mọi người. Tại vì nếu như mà nó trắng lắm, nó trắng quá thì đôi khi nó sẽ không ra được cái mẫu mà cô muốn. Cho nên là Tâm sẽ lựa cái màu trắng nhưng mà nó hơi lợt lợt thôi, chứ nó không có trắng ơi là trắng. Thì Tâm sẽ sơn hết 10 ngón này đều là màu trắng như nhau. Thì mọi người thấy không, cái màu trắng này nó dễ sơn nhưng mà khó sơn, khó sơn nhưng mà dễ sơn. Là tại vì nếu như mà mọi người chịu khó tập mà mình quen tay rồi thì mình cứ việc lấy cái cọ, thấy không, mình đẩy sát lên trên rồi mình kéo hai bên hông rồi là xong. Thì tay bên kia Tâm cũng sơn giống y chang vậy nha mọi người. Nhìn nè, Tâm sẽ để cái cọ lên, Tâm đẩy sát lên cái vòng Curricle rồi Tâm kéo ở bên hông bên trái bên phải, rồi như vậy là xong. Rồi tay kia cũng vậy thôi, thấy không, đẩy lên nè, mọi người thấy rõ không? Rồi kéo bên hông, bên trái, bên phải. Thì theo cái trường hợp của cái cô này, lý do mà Tâm không có quẹt cái đầu móng nó nhiều là tại vì một lát nữa mình sẽ sơn lên một lớp màu hồng nữa. Cho nên là mình không cần phải dùng cái màu trắng này để mình quẹt cái đầu móng người ta. Cho nên là mọi người nhìn kỹ nha, nhìn nè, Tâm đẩy lên nè, thấy không? Rồi kéo xuống hai bên hông. Rồi, vậy là xong. Thì bắt đầu qua cái tay kia ha. Tay kia thì mình sẽ bỏ lên một lớp màu hồng nha mọi người. Mọi người nhìn nè, cái màu này nó rất là, màu hồng này nó rất là neon nha. Thì khi mình bỏ cái màu hồng này lên nhìn nó sáng dữ lắm. Mọi người thấy không? Thì khi mình sơn cái màu hồng này lên á, là mình sẽ sơn trên cái lớp màu trắng luôn nha mọi người. Thì cái màu hồng này là phải nhớ lưu ý quẹt cái đầu móng giùm Tâm. Tại vì hồi nãy khi mình sơn cái màu trắng á, là mình không có quẹt cái đầu móng. Cho nên là cái màu hồng này bắt buộc phải quẹt cái đầu móng. Tại vì nếu mà mình không quẹt cái đầu móng như vậy á, thì người ta về làm công việc á, nó sẽ bung ra hết nha. Đó là cái lớp đầu tiên mình sơn giống y chang như Tâm đang làm vậy nè. Thấy không?
Thì cái lớp đầu tiên này khi mà mình quẹt cái màu hồng lên, mình không cần phải cẩn thận là nó phải đều, có nghĩa là làm sao khi mình sơn nó chỉ nằm trong cái móng của mình thôi, đừng có để mà nó lan ra dính cái da tay người ta. Nhưng mà ngay chỗ cái lằn mà giữa màu trắng với màu hồng, mình không cần phải cẩn thận để làm cái gì, tại vì một lát mình sẽ sơn lại cái ombre sparkle ngay chỗ đó đó, cho nên là không nhất thiết phải là bằng để làm cái gì. Thì mọi người thấy không, cái màu hồng Tâm sẽ sơn thêm một lớp nữa để cho nó nhìn thấy là cái màu hồng nó nổi lên thì nó sẽ đẹp hơn. Thì mọi người thấy không, đó mình sẽ sơn thêm một lớp nữa, có nghĩa là một lớp trắng ở dưới, hai lớp màu hồng ở trên. Thì phải lưu ý giùm Tâm nha, là phải quẹt cái đầu móng, tại vì nếu mà mình không quẹt đó là nó nhìn cái móng nó sẽ không có đẹp, nó không giống như cái ý của mình muốn. Thì Tâm hơi khó chịu, tại vì khi mình làm bộ móng đó, là mình phải làm ra nó hoàn thành theo cái ý của khách muốn trước, rồi xong rồi nó phải đẹp theo cái ý của mình nữa. Rồi thứ ba nữa là phải làm sao vừa đẹp mà vừa dính bền cho khách, tại vì cái móng nó đẹp là một chuyện, mà chuyện thứ nhì là nó có dính trên tay người ta hay không nữa là một chuyện. Bởi vì hai cái vấn đề đó mình phải rất là quan trọng, đầu tiên là phải nhìn đẹp, thứ nhì là phải dính cho thật chặt để khi người ta quay lại là người ta không có mắng vốn mình. Rồi bây giờ là Tâm đã sơn hai cái lớp màu hồng xong nè, thì Tâm bắt đầu sẽ sơn một cái lớp màu trắng nha. Màu trắng sparkle này nó hơi lợt tí xíu nha, đó là mình sẽ sơn lên một lớp nè. Mọi người thấy không, vì cái lớp này mình không có sơn qua cái màu hồng nhiều, mình chỉ để nó giống như là rơi rơi ở trên màu trắng thôi, để đó nó có cái sparkle đó. Thì mình chỉ chấm 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 như vậy để cho mà nhìn nó giống như là nó hơi loang loang với nhau á, thì một lát khi mình nhìn nó sẽ giống như là ombre hơn. Thì ngón nào mình cũng sẽ sơn giống vậy đó. Nhớ nha mọi người, cái màu trắng kim tuyến này khi mình sơn lên là đừng để nó qua cái lớp màu hồng nha. Mình chỉ sơn cái chỗ cái màu trắng mà ở trên đầu móng hồi nãy, trên cái gần cái cuticle mà hồi nãy mình sơn cái màu trắng một lớp lên rồi đó. Thì bên tay này mình cũng làm y chang giống vậy nha. Mình cứ lấy cái màu trắng sparkle mình để mỏng 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 lên thôi, ngay chỗ cái lớp mà gần cái cuticle á, để cho nó một lát khi mình bỏ cái sparkles lên nó không có bị nhìn nhìn kỳ nha mọi người. Rồi thấy không, thì có thể trong video mọi người sẽ không có nhìn thấy rõ được cái màu trắng sparkle này, nhưng mà thiệt ra nếu như mà mình không bỏ cái màu này lên một lát, nó sẽ không có nhìn ombre được nha mọi người. Thì cái màu trắng sparkle này là Tâm dùng của OP2 luôn nha, thì nó cũng dễ thương lắm, tại vì rất là nhiều người xài cái màu này đó. Thì Tâm sẽ bỏ thêm một lớp nữa, thì cái lớp này mình sẽ cho nó đi xuống cái màu hồng một tí xíu, thấy không, mình không có xuống nhiều nha, nhưng mà xuống một chút xíu nữa, thấy không. Đó thì lúc này là cái màu màu trắng sparkle nó đã xuống cái màu hồng hơn một tí xíu nữa rồi. Thì không biết mọi người có thấy rõ không, nhưng mà ở ngoài thì Tâm thấy rất là rõ, nhưng mà không biết ở trên video thì mọi người có thấy rõ được không nữa. Cố gắng nhìn kỹ giùm Tâm nha. Rồi mình sẽ bỏ một cái lớp ombre sparkle màu trắng lên nè. Thì hiện thời bây giờ mọi người nhìn thấy không, cái bộ tay nó chưa có đẹp là tại vì mình chưa có hoàn thành đó. Nhìn nó cũng hơi ngộ ngộ ha, tự nhiên ở trên thì màu trắng, ở dưới thì màu hồng. Nhưng mà mọi người đợi đi, một lát khi mà mình xong rồi thì nó ra rất là đẹp nha. Cho nên làm cái ombre sparkle này thì nó cũng mất thời gian lắm, nhưng mà nếu như mình quen tay rồi thì nó cũng không mất thời gian gì mấy. Rồi bây giờ Tâm sẽ cho cô này cổ hơ nè, Tâm sẽ bắt đầu lấy một cái lớp kim tuyến nha mọi người. Rồi cái lớp kim tuyến này nó sẽ là cái màu silver hơi lợt lợt, Tâm sẽ để nó lên. Rồi cái này Tâm sẽ kéo nó xuống nè, kéo giữa cái màu trắng xuống tới giữa cái màu hồng. Mọi người thấy không, làm cái này thì mình sẽ mất công lắm, nhưng mà thiệt ra mà nói nếu mình quen rồi thì nó cũng không có sao, tại vì giống như mọi người nhìn thấy là Tâm làm cái bộ móng này cho cô bé này là vừa refill rồi vừa ombre sparkle luôn, nhưng mà chỉ mất trong vòng không tới 20 phút, có thể là 20 phút. Cho nên nếu mà mình đã quen tay rồi thì mình chỉ việc cầm tay khách lên là mình làm thôi, mình không có giống như là không cần phải suy nghĩ là ô trời phải làm sao đây. Thì một ngày nào đó mình quen mắt quen tay rồi, mình nhìn vô cái thôi là mình biết mình sẽ làm cái gì rồi. Mọi người thấy không, Tâm sẽ để cái lớp mà kim tuyến này nó hơi mỏng mỏng lên nè. Thì mọi người nhớ giùm Tâm nha, đừng có bao giờ mà dùng cái lớp kim tuyến này mà bỏ lên trên cái màu hồng lên trên đầu móng, mình chỉ để tới một nửa thôi chứ không có để hết lên cái móng nha. Thì mọi người thấy không, đó nó xuống xuống ngay chỗ cái giữa móng rồi đó, mọi người thấy không. Mình cứ để lên rồi mình
à, giống như là hơi đập 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 nó để cho nó rớt 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 xuống vậy đó. Tại vì cái vấn đề là cái cô khách này á, cổ đưa cái mẫu ra cổ muốn giống y chang như vậy thì mình là phải làm theo ý của người ta. Thì mọi người thấy không, hồi nãy giờ nó rất là nhiều lớp rồi đó. Bởi vì cho nên hồi nãy Tâm có nhắc mọi người là khi mình đắp cái bột lên đừng có đắp dày quá. Tại vì á, nếu mình đắp dày quá rồi một lát mình sơn nhiều lớp màu quá thì nó sẽ không có đẹp. Cho nên mình đắp cái bột nó hơi mỏng mỏng thôi, để đặng một lát khi mà mình bỏ nước màu lên nhiều lớp như vậy thì họ nó nhìn ok là vừa. Mọi người thấy không, bây giờ nó đã hơi rơi rơi rồi đó, nó rất là đẹp đẹp rồi đó. Rồi bên kia Tâm cũng làm y chang giống vậy nha. Thì cái lớp này á, là mình sẽ cho nó rớt rớt xuống giữa cái màu hồng nhiều hơn cái lớp hồi nãy. Thì mọi người thấy không, đó thấy không, có nghĩa là nhìn nó hơi rơi 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 xuống rồi đó. Rồi tay này ta cũng làm y chang giống như bên kia vậy đó. Nhưng mà cái này chưa có phải là công đoạn cuối nha mọi người, mình còn phải sơn lên một lớp nữa. Cho nên là phải cẩn thận giùm Tâm. Phải chú ý giùm Tâm là ở chính giữa cái móng đừng có để cho nó gù lên nha mọi người. Tại vì nếu mà nó gù lên giống cái lưng còng, lưng gù như vậy thì một lát khi mình nhìn nghiêng cái móng nó sẽ không có đẹp. Cho nên khi mình kéo nước sơn, lưu ý giùm Tâm là phải kéo cho nó đều tay tí xíu. Đặc biệt là cái gel thì nó hơi khó kéo nha. Nếu như những bạn nào mà mới mà vô nghề thì cũng sẽ chóng mặt lắm đó. Tại vì nó trời ơi, sao mà nó khó kéo quá. Thì như lớp này nè, thấy không? À, mọi người thấy không, mình sẽ bỏ nó hơi loang xuống cái màu hồng tí xíu để làm cái gì, để khi mình nhìn nó giống như là ombre mà nó trên nó đậm đậm rồi dưới nó rớt 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 xuống vậy đó. Thì bây giờ cô khách này là cổ khoái lắm rồi nha, cái mặt cổ cười tươi rói thôi, là tại vì cổ được cái móng tay cổ thích rồi. Là mọi người thấy không đó, mình cái lớp này thì mình để nó hơi rơi 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 xuống tí xíu đó, thấy không? Rồi cái ngón cái cũng vậy thôi, tại vì cái ánh đèn nó rọi vô cái kim tuyến nó chá mọi người không thấy rõ đó. Chứ nếu như mà ở ngoài mọi người nhìn thấy thì nó sẽ đẹp lắm nha. Đó, thấy không? Tại vì thường thường nếu mà mình làm ombre chỉ có sparkle với màu hồng không thôi á mọi người thì nó rất là dễ. Nhưng mà cái này nó phải là cô này cô muốn cái màu trắng ở dưới, ở trên cái lớp sparkle, còn dưới nữa là cái lớp màu trắng, cho nên là mình phải mất thời gian để sơn nhiều lớp. Nhưng mà không sao, mọi người thấy không, mình hoàn thành xong bộ móng trong vòng 20 phút, không tới 20 phút thì cũng không sao. Thì bộ móng này là Tâm tính cổ là 50 đồng nha mọi người. Trung bình mà cái giá của Tâm, không biết mọi người sao, chứ giá của Tâm ở đây là nếu như mà sơn hoặc là ombre hoặc sparkle hoặc là dễ design á thì trung bình là 50, nếu mà refill nha mọi người. Còn nếu làm full set thì cái giá nó khác. Thì bây giờ Tâm sẽ bắt đầu bỏ nước bóng lên nè. Thì mọi người thấy không, hồi nãy giờ là mình đã sơn cái lớp cuticle á, là mình đã sơn nhiều lớp kim tuyến lắm rồi. Thì ở dưới mình không có cần phải bỏ hết một cái lớp nước bóng mà từ trên xuống dưới. Mình chỉ bỏ ngay cái đầu móng trước thôi. Đó, mọi người thấy không, mình bỏ một lớp ở trên cái đầu móng để cho nhìn cái móng nó không có dày quá. Thấy không, ngón nào cũng vậy, mình chỉ bỏ một nửa thôi để cho cái nước bóng nó siêu lại ở dưới cái màu hồng đó, giữa cái màu hồng với màu trắng đó, thì khi họ về họ làm công việc thì nó sẽ không có bị dễ bung ra nha. Đó thì ngón nào mình cũng chỉ bỏ một nửa thôi cho cái lớp top coat đầu tiên. Thì tới lớp thứ nhì mình cũng bỏ chút xíu nữa y chang giống vậy đó. Thì thường thường á, Tâm chỉ bỏ hai lớp nước bóng thôi hoặc là một lớp, tùy theo cái loại móng của người ta là cái loại móng nào. Nhưng mà dưới cái bộ móng của cô khách này thì Tâm sẽ bỏ ba lớp nha. Tâm bỏ hai lớp đầu tiên chỉ là một nửa thôi, mọi người thấy không? Đó thì bây giờ là cái bộ móng của cổ nhìn nó rất là ombre rồi, nó rất là đẹp đó mọi người. Thì mình làm sao mà miễn khách nó vui, nó cười, nó thích cái móng tay nó là được rồi ha. Thì bạn nào mà nếu chưa quen tay á, thì cố gắng tập nha. Giống như video nào Tâm cũng nói đó, mình không tập là mình sẽ không bao giờ làm được theo cái ý mà mình muốn. Cho nên là cái gì cũng vậy, phải cố gắng tập thì nó sẽ ok thôi. Rồi mọi người thấy không, bây giờ là Tâm sẽ cho cổ hơ tay nè. Rồi cái lớp này Tâm sẽ bỏ nguyên lớp, thấy không? Thì cái nguyên lớp này mình không còn quẹt cái đầu móng nha mọi người, tại vì giống nãy Tâm nói đó, hai cái lớp khi mình đã quẹt đầu móng rồi thì cái lớp này mình không cần phải quẹt đầu móng, tại vì nó không cần thiết nữa. Rồi mình chỉ kéo thẳng xuống thôi. Rồi tay bên kia mình cũng làm y chang giống vậy, thấy không? Thì bây giờ bộ tay của cổ ra rất 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 là đẹp luôn đó mọi người. Rồi mình sẽ bỏ lên trên ngón cái cũng y chang vậy thôi.
Rồi, thấy không? Bây giờ là cổ rất là vui rồi, nhìn cổ cười tươi rói ha. Rồi mình sẽ cho hơ tay nè. Thì mọi người thấy không, có những cái kiểu móng mình nhìn trong hình nó rất là đơn giản nha, nhưng mà khi mình làm thì nó không có đơn giản, nhưng mà nếu mình chịu khó tập thì nó rất là dễ. Thì bây giờ Tâm sẽ chùi lại cái móng tay của cổ bằng alcohol nha. Thì mọi người thấy không, cái móng bây giờ nó ra ơi 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 là đẹp luôn rồi. Mọi người thấy không? Rồi tay kia Tâm cũng chùi alcohol lại y chang giống vậy. Thì có nhiều cái mẫu Tâm dùng cái gel mà chùi là alcohol, còn có nhiều mẫu thì Tâm không cần dùng chùi alcohol. Thì mọi người nhìn thấy không, bây giờ là bộ tay nó đã hoàn thành rồi nè, thấy không, nhìn rõ không? Bây giờ mình quay gần nè thì mọi người thấy rõ rồi, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Tuy rằng nó hơi mất thời gian tí xíu nhưng mà nó dễ kiếm tiền. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh giúp Tâm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống Ở Mỹ. Đăng ký kênh của Tâm thì mọi người sẽ theo dõi được nhiều video mới của Tâm hơn. Rồi mọi người sẽ giống như là chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với nhau ha. Thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Tâm một lần nữa. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống Ở Mỹ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Hẹn mọi người trong những video sau.